Hi, xin chào các bạn. Mình là Đắc Quyên đây. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau xem một buổi sáng vào những ngày hè cuối cùng của năm tư. Đắc Quyên sẽ làm những hoạt động gì nhé? Thì tại vì đây là những ngày hè á, cho nên là mình dậy khá là trễ. Chứ những ngày trong năm á, thì Đắc Quyên sẽ dậy rất là sớm. Nếu như các bạn có muốn xem á, một ngày mà Đắc Quyên học sớm, dậy sớm để học bài như thế nào á, thì các bạn hãy comment bên dưới nha. Và nhớ subscribe cho Đắc Quyên nữa. Và mỗi buổi sáng thức dậy thì Đắc Quyên rất thích uống một loại nước, đó chính là nước chanh mật ong, pha với một ít nước ấm. Mỗi lần uống xong ly nước này thì mình cảm giác rất là tỉnh táo, và nó cũng rất là tốt cho hệ tiêu hóa của mình nữa. Những hôm bận hơn, không kịp pha thì mình cũng nên uống một ly nước lọc cũng được nha các bạn. Nó cũng rất là tốt. Bây giờ thì đến tiết mục ăn sáng. Thì sáng nay Đắc Quyên sẽ ăn bánh mì ha. Và Nutella. Buổi sáng thì Đắc Quyên thường sẽ ăn những cái món nó nhẹ nhàng. Nhưng mà nó phải đảm bảo tiêu chí là phải chắc bụng. Tại vì thường thường Đắc Quyên đi lâm sàng, đi học thì đến giữa trưa, đến giữa buổi chứ, khoảng 9-10 giờ thì nếu như mình ăn không kỹ thì nó sẽ rất là đói. Thì sáng nay thì mình ăn bánh mì sandwich nướng với Nutella ha. Thường thì Đắc Quyên sẽ ăn với bơ đậu phộng, mà sáng nay thì mình ăn thử lần đầu tiên ăn với Nutella như thế nào. Thì Nutella thì không có bảo quản trong tủ lạnh, mình mới phát hiện ra. Để trong tủ lạnh thì Nutella nó sẽ hơi cứng lại, và mình khi mà mình phết lên bánh mì nó sẽ khá là khó. Kỳ quá. Rồi, giờ thử nè. Các bạn có biết gì không? Sau khi Đắc Quyên thử ăn bánh mì nướng giòn với Nutella thì Đắc Quyên rút ra kết luận là lần sau mình sẽ để mềm dễ mà ăn, nó ngon hơn là nướng nha các bạn. Rồi, sau khi ăn xong thì bây giờ Đắc Quyên sẽ thay quần áo và sửa soạn chuẩn bị lên trường. Sáng nay thì Đắc Quyên sẽ lên thư viện để mượn một vài cuốn sách. Lên trường thì mình phải mang theo thẻ sinh viên ha, thì mới vào cổng được. Và đồng hồ. Lên thư viện cho nên mình cũng không có chuẩn bị gì nhiều. Và trước khi ra khỏi nhà thì mình phải chỉnh trang lại đầu tóc một tí, cho nhìn nó bớt xấu xí. Ok, bây giờ thì mình sẽ lấy chìa khóa nè, lấy giày nè, và đi thôi. Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch thì cách rất là gần nhà mình. Các bạn thấy khu C của trường hay không? Đây là sảnh A1. Sáng nay mình đi thì tình cờ trùng với lễ khai giảng của trường. Và cũng rất là tiếc là thư viện đóng cửa rồi các bạn. Đây là đứa em rất là thân của mình trong đội văn nghệ. Rất là dễ thương. Em mình đi học răng hàm mặt. Học rất là giỏi đó. Giờ thì anh em sẽ lên lầu 2, một nơi rất là thân quen với đội văn nghệ, để làm một ít công chuyện. Đây là các vị phụ huynh đang đợi con em mình làm hồ sơ nhập học các bạn. Còn đây là standee của đội văn nghệ. Tại vì sáng nay không có mượn được sách, cho nên là mình đành phải về nhà. Và bây giờ thì mình sẽ đi chợ để mua một ít rau. Các bạn có thấy rau có tươi hay không? Mình rất là thích đi chợ. Tại vì đi chợ rau rất là tươi. Sáng nay thì mình sẽ mua một ít rau xà lách, tỏi và ớt. Về nhà thôi. Thì một buổi sáng của mình khi mà mình không học bài thì nó sẽ diễn ra rất là chill chill, hơi chán chán một chút. Cảm ơn các bạn đã xem nhé.